Tôi là Mỹ Hạnh hay là Michelle Nguyễn thì cũng là một người rất là quan tâm về những cái tình trạng ở Việt Nam, mà đặc biệt về cái tình trạng vi phạm nhân quyền. Rồi sau đó đó thì mới quen biết, cũng qua mạng xã hội thì mới quen biết với lại các anh chị em đấu tranh ở trong nước, thì Nguyễn Bắc Truyển là một trong những người đó. Và từ khi quen Truyển đó thì mình mới nhận thấy rằng cái vấn đề mà vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam đó là một cái chuyện nó rất là nghiêm trọng và nó có hệ thống. Cho nên bắt đầu từ đó thì tôi mới nghiêng qua về cái mảng là vận động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Năm 2016, khi mà bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam được hình thành, đó là cái bàn tròn đa tôn giáo đầu tiên được thành lập sau cái bàn tròn đa tôn giáo nguyên thủy được tổ chức ở Hoa Kỳ, thì Truyển là người điều phối viên đầu tiên bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam, và đã liên kết, đã làm việc cùng với đại diện của các tôn giáo, các nhóm tôn giáo độc lập bác hại khác nhau, và liên kết làm việc với các lãnh sự quán, đại sứ quán phương Tây có mặt ở Việt Nam. Năm 2016 thì Liên minh chống tra tấn Việt Nam được thành lập, mà Truyển và tôi là hai người đồng sáng lập viên. Khi mà Truyển bị lâm hại, bị bắt thì mình phải nói là mình rất là tức giận, tại vì em là cái người hoàn toàn là hiền hòa, đấu tranh rất là ôn hòa và chỉ mong muốn là mọi người được cái quyền tự do biểu đạt cái niềm tin của mình, hoặc là không có niềm tin thì họ cũng vẫn có quyền được tôn trọng cái sự lựa chọn của họ. Nhưng mà Truyền lại bị bắt và bị ghép vô một cái tội là âm mưu lật đổ chính quyền. Thành ra mình cảm thấy mình rất là phẫn uất. Cho nên thứ nhất là mình đi tiếp cái con đường mà Truyền đang phải bỏ dang dở, mình giúp cho em hoàn thành cái chí nguyện của em là vận động cho quyền tự do tôn giáo cho mọi người. Cái chương trình quốc tế vận cho Nguyễn Bắc Truyển thì không phải chỉ riêng cho Nguyễn Bắc Truyển, mà chỉ dùng cái trường hợp của Truyển giống như là một cái ví dụ tiêu biểu để mà mình kêu gọi cái sự chú ý về cái tình trạng vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cái chuyện mà Truyển tự dưng đang đi thì bị bắt cóc ở ngoài đường và giam biệt tích trong một thời gian rất là lâu, không được gặp gia đình, không có lệnh bắt, không có lệnh xét nhà, nó rất là khác lạ so với lại những cái vụ bắt bớ khác. Ngay lập tức là đã có cái sự dấy động lên để mà kêu gọi chính phủ Việt Nam là phải minh bạch về cái vụ bắt Truyển cũng như phải trả tự do. Lúc đó chúng tôi đã có những cái buổi họp với lại Bộ Ngoại giao Mỹ, mà đặc biệt là văn phòng về giao tôn giáo của văn phòng về lao động dân chủ và nhân quyền, văn phòng của một số vị thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ. Rồi ở phía bên châu Âu thì cũng có những cái tổ chức đối tác đã từng làm việc chặt chẽ với Truyển, mà nổi bật là tổ chức VETO, mạng lưới bảo vệ nhân quyền. Rồi những cái tổ chức khác đã từng cộng tác với Truyển trong những cái việc mà huấn luyện đào tạo thành viên của các cộng đồng bị bắt hại đó, như là tổ chức Đoàn kết Công giáo toàn cầu CSW, rồi có tổ chức Jubilee Campaign, có Stephanus Alliance. Thì nhờ cái sự liên kết như vậy đó, thành ra cái cuộc vận động của Truyển nó không giới hạn ở Mỹ hay là ở Đức, mà nó là một cái hình thức gần như là toàn cầu, mà chính những cái tổ chức bạn của mình đó lại là rất là tích cực trong cái việc mà kêu gọi những cái tổ chức thân hữu của nó nữa. Thành ra nó giống như là một cái làn sóng đó, càng ngày nó càng lan đi, càng ngày càng xa và càng ngày càng lớn. Vào tháng 11 2017 thì có hội nghị về tự do tôn giáo ở khu vực Đông Nam Á, gọi là C4 đó, ở Manila và Philippines, thì chúng tôi lại khởi động thêm rộng ra trong khu vực về cái trường hợp mất tích của Nguyễn Bắc Truyển. Cái
cái khẩu hiệu, cái slogan lúc đó, đó là Where is Nguyễn Bắc Truyện? Tại vì tại thời điểm của tháng 11 năm 2017 thì gia đình vẫn chưa được gặp, vẫn chưa được nhận thư hay tin tức chính thức gì từ Truyện hết. VNCAT, Liên minh chống tra tấn Việt Nam cùng với tổ chức Boat People SOS và những cái tổ chức thân hữu mà đã làm việc rất là lâu với lại chúng tôi đó, là ví dụ như là CSW nè, rồi Freedom House, Human Rights Watch, họ cũng có mặt ở đó, và một số các cái tổ chức xã hội dân sự nữa, Amnesty International thì họ không có mặt ở đó, nhưng mà họ cũng giúp về truyền thông, họ cũng đưa ra những cái thông cáo báo chí hay là những cái cập nhật về, về trường hợp của Truyện, đại khái là như vậy. Kể từ năm 2017, từ khi Truyện bị bắt, thì khởi đầu là từ một số tổ chức thân hữu làm việc trực tiếp với Truyện. Rồi qua cái mạng lưới đó mình phát triển qua những tổ chức thân hữu của các cái tổ chức bạn của mình. Và khi mà mình có cơ hội mình được hiện diện ở những cái diễn đàn quốc tế hay khu vực thì mình lại có thêm cơ hội để mà mình giới thiệu về tình trạng ở Việt Nam, vi phạm nhân quyền Việt Nam, vi phạm tự do tôn giáo. Mình nêu những cái hồ sơ tiêu biểu. Thì có một số tổ chức thân hữu thì họ có được cái quy chế coi như là advisor, tức là họ họ có cái quyền đóng góp ý kiến cho các cái vị ở cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thành ra trong những cái buổi họp ở Liên Hợp Quốc thì họ có quyền đăng ký ghi tên xin phép phát biểu, và họ thường xuyên nêu cái trường hợp của Truyện trong trong nhiều trường hợp, trong nhiều cái buổi họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hay là những cái buổi họp của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì hai cái tổ chức mà thường xuyên lên tiếng nhất mà tôi nhớ rõ đó là Jubilee Campaign và CSW ở Anh Quốc. Cũng nhờ như vậy cho nên bên phía Liên Hiệp Quốc họ luôn luôn họ nắm rất là rõ thông tin về Nguyễn Bắc Truyện cũng như vợ, và được cập nhật thường xuyên những cái chuyện gì xảy ra với hai vợ chồng thì họ đều biết. Chiến dịch vận động toàn cầu cho các tù nhân lương tâm tôn giáo mà Nguyễn Bắc Truyện là điển hình thì nó có, thứ nhất nếu mà nói về cái không gian đó thì nó lan tỏa bắt đầu từ khu vực rồi lên đến qua bên châu Âu, qua bên Mỹ và lên đến bên Liên Hiệp Quốc, rồi những cái diễn đàn, những cái hội nghị xã hội dân sự, những cái hội nghị về tự do tôn giáo, những cái hội nghị thượng đỉnh. Về hình thức thì nó có nhiều hình thức, và nó thứ nhất là nó liên tục, thứ hai là mình có cái sự phản ứng ngay tức khắc đối với một cái sự kiện gì vừa mới xảy ra. Thí dụ như là khi mà xảy ra một cái vụ tuyệt thực tập thể tại nhà giam An Điềm thì ngay lập tức ra bên ngoài này cũng có một cái chiến dịch vận động. Về hình thức thì mình có trực tiếp vận động bằng cái những cái buổi họp với lại các cơ quan chính quyền các nước, các cơ quan ngoại giao, lãnh sự quán, đại sứ quán, mình giúp kết nối để cho các cái phái đoàn mà đến thăm Việt Nam có cơ hội tiếp cận với nhân chứng, với gia đình của những người lâm hại. Cụ thể là Bùi Thị Kim Phượng, vợ của Nguyễn Bắc Truyện, cũng đã được mời lên và gặp rất là nhiều các cái phái đoàn khi họ đến thăm. Về hình thức thì mình có thư chung, mình có những cái phong trào kêu gọi gửi thư, gửi postcard vô trong tù cho các tù nhân ở trong đó. Khoảng năm 2020 thì tổ chức Stephanus Alliance họ có phát động cái phong trào gửi thư, thì phong trào đó rất là thành công, tại vì họ ước lượng là không dưới 5.000 bức thư hoặc là postcard được gửi cho Nguyễn Bắc Truyện. Một sự kiện cũng nổi bật trong năm 2020 là Nguyễn Bắc Truyện được tổ chức Stephanus Alliance International, là một cái tổ chức nhân quyền Thiên Chúa giáo hoạt động về nhân quyền ở bên Na Uy, chọn để mà trao giải thưởng Stephanus Prize 2020. Và cái điều
đặc biệt về cái giải thưởng này đó thì truyện là được giới thiệu bởi một cái tổ chức đoàn kết công giáo toàn cầu ở Anh Quốc. Họ lập hồ sơ cho truyện, họ đề nghị, họ giới thiệu với lại tổ chức Savanus Alliance. Đó là lần đầu tiên một người thuộc Phật giáo được trao giải thưởng đó, từ khi mà lịch sử hình thành của cái giải thưởng đó. Và cái người được trao giải thì lại đang bị ở trong tù, không thể có mặt để mình được trao giải. Cái đó cũng là một cái đầu tiên của giải thưởng Stephanus từ xưa đến giờ. Và cái điều đó nó nói lên cái tầm quốc tế, tức là một cái tù nhân đang bị giam giữ ở Việt Nam được một tổ chức ở Anh Quốc giới thiệu cho một tổ chức ở bên Na Uy, và sau cùng thì đã được chọn trong số rất là nhiều những cái hồ sơ nổi bật khác và được trao cái giải thưởng đó. Thì đó là một cái vinh dự rất là lớn. Nói tóm lại là họ họ xem về tầm mức ảnh hưởng và cái sự đóng góp của Nguyễn Bắc Truyện. Cái điều thứ hai là họ nói là Nguyễn Bắc Truyện hoạt động không chỉ cho cái tôn giáo của mình mà là cho tôn giáo của tất cả mọi người khác. Cái điều đó nó rất là đáng ghi nhận. Mà cái điều thứ ba nữa đó là đứng lên bảo vệ quyền của người khác trong khi chính bản thân mình cũng đang lâm hại. Khi xưa lúc mà Truyện chưa bị bắt thì liên tục đánh đập, bị chặn đường, bị hành hung, bị ngược đãi, nhưng mà Truyện vẫn vững vàng, vẫn tiếp tục cái công việc của mình, vẫn hỗ trợ những cái cộng đồng bất hạnh khác. Ngay cả khi trong tù cũng như vậy. Khi mà Hóa là một người bạn tù Thiên Chúa giáo, hay là bất cứ anh em nào ở trong tù, những cái người sắc tộc Tin Lành, nếu mà họ bị vi phạm cái quyền của họ thì Truyện cũng là cái người mà không có ngần ngại đứng lên để mà lên tiếng nói bảo vệ cho họ. Cho nên vì ba lý do đó mà tổ chức Stephanus đã chọn Truyện để mà trao giải thưởng. Không có phải là một cái điều ngạc nhiên là tại sao Truyện được trả tự do, tại vì với cái áp lực đến từ nhiều phía, từ Liên Âu, từ Đức, từ phía Mỹ, Canada, rất rất nhiều các cái quốc gia đều lên tiếng vận động cho Nguyễn Bắc Truyện. Thành ra chính phủ Việt Nam giữ lại Truyện thì cũng không có lợi gì. Cho nên không lạ là họ cũng sẽ vào một thời điểm nào đó để mà nhượng bộ. Cái thời điểm mà trả tự do cho Truyện thì nó trùng khớp với chuyến viếng thăm của Tổng thống Biden. Thành ra là cũng có nhiều cái sự đồn đoán nọ kia. Tuy nhiên, mình cũng phải hiểu là cái chuyện vận động của Truyện không phải là chỉ riêng chính phủ Mỹ hay chính phủ Đức mà là nhiều quốc gia khác. Nhưng mà một điều chắc chắn là chính phủ Đức và chính phủ Mỹ họ làm việc rất là chặt chẽ với nhau, và họ liên tục cập nhật liên lạc với lại vợ của Nguyễn Bắc Truyện để cho em biết về tiếng gọi như thế nào. Chính phủ Việt Nam thì họ luôn luôn có cái sự lựa chọn một cách có lợi nhất cho họ. Cho nên chúng ta chỉ biết vui mừng là ít nhất là có một tù nhân lương tâm đã được trả tự do và có cơ hội để mà hồi phục sức khỏe. Hy vọng là trong những ngày sắp tới, sau khi ổn định thì sẽ có cơ hội để bước tiếp trên cái con đường của mình.